Kính thưa mọi người, hôm nay thì Cú Food với mọi người gặp lại em Chi với cái biệt danh là Chi Nhãn, mà cách đây mấy tháng trong cái mùa dịch thì trong cái việc mà mọi người phải đi ở nhà cũng như đi cách ly cũng như là tránh tiếp xúc với lại những người xung quanh thì gia đình của Chi và đặc biệt là Chi phải đi ra đường để mà bán nhãn, bán trái cây để mà mưu sinh. Hôm nay đó là lần thứ ba gặp lại em, có một vài đôi điều muốn gửi em cũng như là anh với mọi người muốn biết về mấy tháng qua thì cuộc sống của em và gia đình như thế nào nha. Hiện tại đó là Chi đang ở nhà của một người quen, tại vì nhà của Chi cách đây cũng không có xa, là gia đình với lại ba mẹ các em rồi đó cũng riêng tư với lại nhà hơi chật, nên là em qua đây em ở thuận tiện cái việc mà gia đình đi lại và cũng như là mưu sinh. Cho anh với mọi người biết là những tháng qua cuộc sống như thế nào, buôn bán rồi sao, rồi lời lỗ rồi các thứ như thế nào. Trong cái mùa dịch hôm rồi đó, sau khi mà giãn cách được quay trở lại, mọi người được sinh hoạt trở lại bình thường, thì em thì nói chung là cũng không có đủ vốn để mà buôn bán gì hết á. Thì mẹ em thì cũng còn một chút vốn để mà bán ốc với lại bán nước với lại bà cô thôi. Còn em thì lâu lâu thì em ra em phụ hay là gì đó thôi, chứ em cũng không có buôn bán gì hết á. Ở trong phòng này bây giờ có chị ba với lại anh với lại em. Thôi thì để anh đeo khẩu trang đi. Em tháo khẩu trang ra để cho cái việc mà nó thân mật, nó dễ hơn đối với mọi người xem ở trên kênh nha. Thì có người nói là sao đi quay mà không cho mọi người biết mặt Chi, Chi Nhãn. Anh luôn ở trong cái danh bạ là để chữ Chi Nhãn. Là từ bữa giờ là chỉ có một mình mẹ em là bán nước thôi, rồi em thì không có bán được. Ủa em, trong những ngày gần đây đó, ít nhất là khoảng một tuần nay thì cái việc mà buôn bán đồ lại thì nó cũng dễ dàng hơn, thì như sao em lại không có bán lại? Tại vì cái thứ nhất là lúc trước là em có buôn bán bột chiên với lại bán ốc, mẹ em thì bán ốc, nhưng mà bây giờ vốn thì em không có, rồi đợt dịch là em mới xài hết rồi. Cái bây giờ là nếu mà muốn bán lại thì phải có một số vốn ấy để mà mua nguyên liệu bột rồi các thứ nữa, nhưng mà giờ em chưa có làm được, em gửi cái xe bột chiên ở ngoài á. Hiện tại là mẹ em đang bán ốc với lại bán nước giải khát hả? Bán ốc buổi chiều. Dạ, bán cả ngày luôn á. Ốc là ốc luộc rồi đó hả? Hay ốc sống? Dạ, Hay ốc hải sản sống. hả? Hải Dạ, sản ốc sống sống, không? không phải hải sản mà chỉ là Ốc ốc thôi. bươu thôi. Ốc bươu sống thôi. Rồi ba em. Ba em thì hiện tại thì ở trên Củ Chi em cũng ít liên lạc. Có nghĩa cuộc sống của gia đình là cứ rời rạc như vậy, về cái tình cảm với lại cũng như là nó không có sống chung. Cái đó thì anh xin phép anh học cũng không có hỏi ha, chuyện riêng tư gia đình. Rồi em của em là bây giờ nó ở nhà trọ hay là nó ra nó phụ mẹ? Em của em thì bây giờ nó cũng ở nhà trọ, nhưng mà chiều á, chiều khoảng tầm 3 4 giờ thì nó cũng ra phụ mẹ, ra chơi với mẹ. Ở cái lần thứ hai anh gặp em ở trên dốc cầu khi mà em bán đó, thì anh cũng có chia sẻ với mọi người một cái tin vui về công việc của em, là có cô chú đó là Việt kiều ha, đi về Việt Nam ở Sài Gòn để mà kinh doanh về việc mà nhà hàng quán ăn rồi đó, thì cô chú cũng có nói là sẽ tạo điều kiện để mà giúp cho em ha, giúp cho em làm ở trong đó. Nhưng mà bây giờ cũng cái việc mà mở nhà hàng, mở quán ăn là cũng chưa được, nó rộng rãi ha. Thì có gì cái đó đợi thời gian nữa nha Chi, thì có gì thì anh sẽ liên hệ em. Sao thấy buồn quá vậy? Buồn Chứ sao vui nữa. thấy thấy mẹ làm không có tiền rồi không chi tiêu, mình không có phụ được thì mình buồn. Dạ buồn lắm anh. Ở đài nói chung là cũng buôn bán thì không được, mới ra bán mà cũng ngày được ngày không.
xong rồi còn mất nữa. Mất gì? Mất ốc anh. Mất gần bị người ta ăn trộm hết được 300 ký ốc luôn. Để ở nhà mất hay sao? Dạ, gửi người ta xong mất. Mất mấy trăm ký ốc luôn hả? Mấy triệu. 4 triệu không? 4 triệu hả chị ba? Vậy là những cái khoản vốn cũng như là buôn bán của hai mẹ con là bán ngày nào xào ngày nấy rồi các thứ thôi, lỡ có sự cố gì là bị cục vốn. Ừ, vậy tại đó, vì bình thường em buôn bán thì nói chung là anh cũng biết rồi, em bán em không có lời nhiều, với lại á hả, em bán ngày được ngày không mà. Tới cái lúc mà dịch thì kia em cũng rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ hết dịch rồi buôn bán lại thì không được, mà giờ còn bị mất vốn như vậy nữa. Mình có đi vay mượn rồi được không? Đi những cái vay mượn để mà đóng tiền lãi rồi đó. Dạ không. Không có hả? Dạ. Vay mượn ngoài xã hội với lại mượn ở ngân hàng là không được hả? Dạ không. Giấy tờ của em thì hồi trước dịch là em cũng bị mất nữa. Ừ. Mất cái chứng minh rồi. Cho nên là cái lúc mà dịch này em cũng không có làm được cái gì hết trơn á. Từ bữa giờ em có đi những cái chỗ nào để em xin việc làm tạm thời hay là như thế nào để mà có cái thu nhập không? Dạ em cũng muốn lắm, nhưng mà em mới học với anh á. Bây giờ đi đâu ai cũng đòi với chứng minh em hết trơn á, làm sao em xin được. Còn bây giờ nếu mà có cái công việc gì mà để mà có cái thu nhập nhất định hoặc là cái những cái thời gian nó ổn định thì em có chịu làm không? Ví dụ như là thì có những cái hợp đồng về thời gian cũng như là quen biết ở trên kênh của anh thì nó dễ dàng hơn. Chứ bây giờ em cũng không có chứng minh, không có giấy tờ tùy thân gì đó thì em có chịu làm không? Nếu mà thông qua cái clip ngày hôm nay. Tại vì bây giờ em nói là em đang mong muốn là có tiền để mà phụ với mẹ. À, vậy đó hả? Chị ba đây là sao với lại là mẹ của Chi? Chị em kết nghĩa. Chị em kết nghĩa, buôn bán ở ngoài đường, ở ngoài xã hội vậy đó ha. Rồi, hồi nãy em cũng thấy cái xe nước của chị bán ở ở đây là khu công nghiệp Tân Bình. Khu nghiệp Tân Bình nha mọi người. À, chị biết gì về hoàn cảnh của hai mẹ con? Hồi đó giờ chị biết đó, là Chi này đó, Nguyên nó cũng khổ dữ lắm. Tại vì không có vốn liếng để mà nghe. Rồi các ca cũng được số vốn mình mua ốc đó, tính là ba chị em, ba hai mẹ với lại cháu này bán, nhưng cuối cùng bị người ta lấy hết trơn rồi, bây giờ không có vốn bán. Giờ cũng khổ lắm. Hai chị em kết nghĩa bao lâu rồi, quen biết nhau bao lâu rồi? 4 năm nay. Nghĩa là buôn bán ở ngoài đường á mọi người, phải chị em được với nhau để ví dụ như đùm bọc với nhau. Như hôm nay là chị ba chị về đây chị mở cửa rồi ở nhà, ở ngoài ngoài phải có người trông giùm rồi bán giùm. Trời mưa là cái nhà này nhập lúc hết trơn, hai vì cháu hồi sáng một đêm luôn. Chị ơi, anh hỏi thêm em về cái việc mà cái chị bán cá mà cái hôm mà lần thứ hai anh đến để mà anh gửi, hình như là gửi em ít tiền với lại là thông báo là việc mà công việc cho em đó, cái chị mà ở ngoài miền Trung bán cá đó, em nhớ cái gì? Là em có biết chị đó không? Dạ em biết. Em biết. Em có số điện thoại của chị đó không? Nhưng mà em không có số. Tại vì đợt đó là em cũng bán, chị cũng bán, nhưng mà chỉ gặp nhau mấy ngày thôi, cũng nói chuyện qua lại gì thôi. Không biết chỗ trọ của chị đó hả? Dạ không. Nhưng mà em biết là chị có quen biết gì đó với lại mấy người ở cái dãy nhà đó. À, biết cái khu vực của cái chị đó ở ha. Coi như thế này nha. Thì có Mạnh Thường Quân có gửi đến cho em với lại là cái chị bán cá đó quà. Thì cái này là phần tiền. Thì anh cũng nghĩ là thực sự là một cái duyên. Vì ngay như khi em chia sẻ là sự cái khó khăn về của hai mẹ con mà hôm nay được có cái phần quà này thôi thì cũng có làm cái vốn để mà cho hai mẹ con ví dụ như có vốn rồi buôn bán trở lại để có cái cuộc sống mưu sinh nha. Anh gửi cho em, với lại anh có cái lời nhắn gì với em. Em giữ giùm anh là cái phần quà của cái chị bán cá đó nha. Rồi em tranh thủ cái thời gian đó em lại em hỏi những cái người, những cái mối quan hệ với cái chị bán cá đó. Rồi em gửi cái phần tiền lại giùm anh nha. Sau khi mà em gửi đó thì em
chụp giùm anh cái tấm hình nha. Em chụp giùm anh cái tấm hình cái lúc mà em gửi tiền, em cũng nói là Mạnh Thường Quân gửi đến cho chị, khi mà hôm bữa là anh xin nó có vô tình anh có hỏi han chị về cái hoàn cảnh của chị khó khăn trong cái mùa dịch phải đi ra đường đi bán cá nha. Rồi để anh đọc luôn cái khoản tiền để cho em vui chút xíu, để mà có cái tiền rồi hai mẹ con đi mua vốn, có vốn thì để mà buôn bán. Thì ở đây là chú Thiết ha, chú Thiết Nguyễn ở Mỹ tặng đến cho hai mẹ con đó là 200 đô la Mỹ, là 4,6 triệu nha. Còn riêng chị bán cá là chú Thiết tặng 100 đô la Mỹ là 2,3 triệu, thì tổng cộng là 6,9 triệu. Thì em giữ cho anh là 2,3 triệu nha. Em gặp cái chị bán cá đó, em gửi xong rồi em chụp tấm hình, rồi hoặc là em quay lại ha, em quay lại về anh cái video rồi em gửi qua cho anh nha. Rồi anh với em chút xíu nữa kết bạn Zalo đó, rồi có gì thì em gửi qua cho anh. Còn nếu mà cái trong vòng cái khoảng thời gian ví dụ như 10 ngày nửa tháng mà chưa có gặp được chị đó thì em cũng báo lại cho anh nha, để anh biết anh báo lại cho chú Thiết Nguyễn. Và nếu mà chị bán cá mà có xem được ở trên kênh đó thì hãy liên hệ ở kênh của Food Dùm. Đây anh gửi cho em là 6,9 triệu. Em đếm lại giùm anh coi. Đủ ha. Đó. Em cảm ơn tới chú Thiết Nguyễn giùm chú giùm anh đi. Dạ. Con cũng xin cảm ơn chú Thiết Nguyễn và các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con và cô bán cá. Nếu như mà con có gặp được thì con sẽ gửi cái số tiền này lại cho cô. Mong là cô sẽ liên lạc với lại anh Xin sớm để mà nhận tiền hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân. Em xin cảm ơn anh Xin. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Mừng không? Trong mùa dịch này cũng... Nói chung là rất nước mắt luôn. Vậy cảm ơn anh. Là bù lại cái khoản tiền mà bị ăn trộm lấy hết ốc là khoảng 4 triệu đồng đúng không? Dạ. Bán ốc gì? Ốc bu hả? Dạ, ốc bu. Ốc bu. Bán được không? Dạ, bán chậm lên. Bé cũng ra ra. Hai mẹ con á, là mọi người là cũng như là cảm thấy là trong cái mùa đó, hoặc là cái gì mà bán cảm thấy có lời, hoặc là cái người mối họ giao mà giao cũng như là gói đầu được các thứ, miễn sao là bán có lời là bỏ công ra bán thôi. Đây là cái chỗ ở của hai cô cháu. Tạm thời tại vì Chi nó muốn không gian riêng nên là qua đây ở với cô ba. Còn bên kia ở mẹ với lại em bên kia. Tại chắc là thấy mẹ buồn buồn rồi các thứ nên cũng không dám ở nhìn thấy mẹ buồn. Dừa này cô ba bán dừa hả cô ba? Mà gì là hết bán rồi. Vì người ta đâu có mua đâu. Cô ba là quê ở đâu? Rồi sao để tới chuối nó hư trên đây không? Cô ba không bỏ này. Thôi để tranh thủ thời gian để cô ba ra để bán nước để mà mưu sinh nữa. Thôi thì cảm ơn tới Mạnh Thường Quân và chú Thiết Nguyễn ở Mỹ hôm nay gửi món quà đến cho Chi với lại là chị bán cá. Thì nhớ nha, có gì gọi điện cho anh nha. Có điều gì em muốn nói em nói đi hai người. Dạ, sẵn còn ít phút thì con rất cảm ơn chú Thiết Nguyễn để giúp đỡ cho con. Cho nên là con cũng có quen cái cô này, cô cũng gặp khó khăn trong mùa dịch. Mong là chú và các Mạnh Thường Quân, cô bé anh chị có thấy cổ bán nước hay là cái gì giúp đỡ cho cổ con. Mua ủng hộ ha. Dạ, con cũng rất là vui. Để thấy ngại trong người phải không? Đó thì còn cái việc mà việc làm của em đó thì có gì thì sẽ bàn bạc sau nha em. Nếu mà có công việc phù hợp trong cái thời gian này thì em sẽ làm đúng không? Em thì cũng muốn là bán tại mẹ em mấy bữa
Tại giờ không có, hôm bữa là không có vốn, giờ có vốn thì bán phụ mẹ. Dạ. Ừ. Thôi vậy đi nha. Rồi có gì thì anh sẽ gặp sau. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.